bóng đá Than Quảng Ninh quyết định miễn phí vé vào cửa dự khán trận đấu giữa câu lạc bộ Than Quảng Ninh và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 10 trên sân vận động trung tâm thành phố Lộc Hà. Xin trân trọng thông báo. Như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả cũng đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Than Quảng Ninh. Như 4 ngày nữa thì đến lượt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như vậy kết thúc trận đấu, ban tổ chức chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của quý vị là 29.030.000 đồng. Xin trân trọng cảm ơn. Nỗi buồn của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng là niềm vui của câu lạc bộ Than Quảng Ninh khi mà họ tiếp tục đứng trong top 3 đội đứng đầu. Người hâm mộ Quảng Ninh cũng đã về, nỗi buồn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ ra để tri ân người hâm mộ. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn đã trải qua 3 trận thua liên tiếp và đều thua với tỷ số khá đậm. Đây cũng là một nỗi buồn rất lớn của người hâm mộ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như là với bản thân các cầu thủ. Còn đây là một hình ảnh rất đẹp của người hâm mộ Quảng Ninh dành cho các cầu thủ của mình.